cái tiếng ngoài sau lưng. Thì tôi là tay của chúng ta và cái đầu của chúng ta và quỳ sát và nắm lại như thế này này. Đứng dậy. Rồi, đi kia lên. Chúng ta có thể đi kia lên. Love us too.
Chào mẹ. Chắc giờ mẹ cũng đang đi ngủ rồi. Con rất xin lỗi vì hay đua đòi, và con xin lỗi mẹ vì con hay chọc em con, để em con tức giận rồi mới đánh nhau cãi cọ, hai đứa cãi cọ. Đó là do con chứ không phải là do em nóng tính hay thường đánh con đâu. Khi con nghĩ tới mẹ thì con lên cao để vượt qua các thử thách, lên 10m, 20m hay là cao nữa, thì con nghĩ là tình yêu thương của mẹ còn cao lớn hơn nữa. Mẹ ơi, con xin lỗi nhiều lắm. Không biết mấy năm qua mẹ khóc, mẹ khổ vì ba nhiều lắm. Con xin lỗi, ở nhà con hay hơn. Đi về con sẽ khác, cố gắng học hành, không bỏ nữa. Con sẽ lấy đầu vào giường chiều nghe mẹ. Con làm cho mẹ qua, con không làm cho mẹ khóc nữa. Con chào mẹ. Con biết là trong năm vừa rồi con học không được giỏi, và con đã nhiều lần cãi mẹ, cãi bà và làm cho mẹ và bà buồn. Vì thế nên là đêm nay là đêm con muốn dành cho tất cả các tình cảm của con dành cho mẹ. Và con rất là muốn nói lời xin lỗi của con dành cho mẹ về những cái chuyện con đã làm, về những điểm số của con không được cao, về những lần con cãi mẹ, cãi bà, và những lần mà con giấu điểm của con nữa. Dạ, con xin lỗi mẹ rất nhiều. Con chào mẹ. Mấy ngày qua thì con rất nhớ mẹ. Thì mẹ đừng có lo lắng quá, con sẽ hoàn thành tốt cái nhiệm vụ và khỏe mạnh hơn để trở về với gia đình mình. Dạ, con chào mẹ. Chúc cho mẹ và gia đình mình có được nhiều sức khỏe và đợi ngày con trở về. Con nhớ ba mẹ rất nhiều. Và em